cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần chứng tri con đã năng sám phiền não chướng vết hằng nội tâm mà bao ác nghiệp cũng âm thầm mà gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên nghiệp là quả báo nhân duyên như là trang sức tự nhiên của đời nghiệp là mầm mống luân hồi tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành nghiệp báo ứng rất vô tình nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân nghiệp là quả nghiệp là nhân trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai thấm thâu về nghiệp mấy ai ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian mênh mông chẳng thể nghĩ bằng phàm phu trí thiện toán nghi ngờ lý sâu nghiệp báo mù mờ dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi thấy nghe nông cạn trong đời người hiền sao chịu bao thời đắng cay người ác lại có đủ đầy nhà cao cửa rộng thơ thầy chật sân thấy đời thiên ác bất phân cần chi tích đức tu nhân để phòng mà mê làm nghiệp bao chẳng thông rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian trong kinh Phật dạy rõ ràng hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa hiện báo là quả bây giờ ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau anh sinh báo thì quả hơi lâu đời này thiện ác đời sau hướng đền hậu báo lại ứng triền miên tứ thời quá khứ qua miền vị lai cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau hiểu rằng sinh báo từ đâu hoặc do hậu báo trước sau cũng đành chớ nhìn kẻ cặp hên mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm mà sinh báo hậu bao chẳng lầm là do tội phước sưu tầm kiếp tương phải nên tin chắc đừng ngờ làm lành được phước mong nhờ mai sau án thời phương giảm tội sau nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên tu hành mà nghiệp báo lên dễ gì thành tựu chú viên mọi bề nên cùng trí thức cận kề cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần được cùng thiên hữu cẩn thận con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi nay con sám hối nghiệp rồi cầu xin chư Phật xét soi lòng nay con quỳ tại Phật tiền dập đầu lạy Phật thánh hiền chư tăng một lòng tha thiết thưa rằng kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các báo la trái dài như bãi hằng hà đôi bên vậy mà chẳng biết căn nguyên
Do đâu nghiệp tới mà nên nói này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luận ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra con khiếp lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác pháp quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân đời. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sanh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang cổ báo nghiệp dư tràn trề.
cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên xin mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm ai. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm, mà khổ bao nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa. Bao nhiêu khổ bao còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiêm quá không mong thoát nạn. Sám hối khổ khỏi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa. Ba ánh tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngũi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ bao miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ bao hoạn nạn miên man, dịch tả số ve phong hàng liệt thân. Khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh đều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đắm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu. Lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào. Đời này và cán đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau.
Hôm nay đệ tử hội đầu hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nạn. Con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năn. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thấy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng bạn hữu đồng tu, sanh đời chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngữ ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lần thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nước lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi. Chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son. Phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm an. Thiết tha thề nguyện tâm trầm, mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sống nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con.
đầu kinh lễ Như Lai. Con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm, ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sợm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điệu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh, cúi đầu kinh lại Thế Tôn. Một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe khoang đã tiểu thành thánh nhân, tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm man. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu không xuyên tạm chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù
vì đâu bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao. Vua tôi nghe kỳ lắm nhau, vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trưng đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây, trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày ánh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân, đầu trâu ngục tốt rần rần, hét la đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kim đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan, như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục cán tầng khác nhau, khổ bao thân ra chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la. Khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiêng cả nát thay. Khổ báo chừng nấu nướng quay.
chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn khổ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo thương nát thịt rơi, vào ngục coi sắc say người nát tan ăn. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốn rã rời, dây đen địa ngục sáu thời xiết căng, khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục banh sắc nghiêng say tâm bàn, khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cứng hình khảo trang. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phanh an. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực kêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vón xương não tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn thiếu phi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na, con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Thank you.
Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ biển lệ xa. Các chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phần thế tôn chừng biết cho chúng con thương nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ đường giới thanh tình, nhận đến thì một bắp cơm cho các loài súng sanh, hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hạnh Bồ Đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái, đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hối các phước, xin tùy ý và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng Thầy, dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp, ba kỳ xứng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông, không thể nghĩ bàn lưỡi để cho vi đạo tràng mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương báo tòa thân con ánh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biện Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thâm Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thương Trụ Tam Bảo. Cuối đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn lặng
cả hèn ngu gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăn xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên.
chẳng về cõi lối triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chánh xoay bằng, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nâu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai, xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phu huynh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên, nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sam giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nổi phận ân, vá kiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn Phật thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội kiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn, ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật phương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy.
bảy tâm vừa bận tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫn đầu đánh lễ trái bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ, chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu có nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô thập phương thường trụ tam ấy bảo, nam mô tận hư không khắp pháp giới, qua hiện vị lai tân cả mười phương phần. Nam mô tận hư không khắp pháp giới, qua hiện vị lai tân cả mười phương pháp. Nam mô tận hư không khắp pháp giới, qua hiện vị lai tân cả mười phương tăng. Huống chi mạng sống vô tri, như đèn trường gió trường kỳ lung lay, thở ra chẳng hít vào thai, tâm thân tử đại cũng tày đất trôi. Quả báo không liệt tam đồ, một mình chịu ai lo, mình tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường đến ấy mau. Chớ nên ngu dại tự hào, trong đời hiện tại ta nào làm sai, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan thiên đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan, nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ích gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, giấu ai giấu được mình đâu, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ đều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh, chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng về chẳng rõ đắng điều dấu che, nay còn phát một lời thề, không còn che giấu mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì, con quyết đoạn mầm tử sanh. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh là
ác nghiệp bao hành khổ đau ơi. Nay con đã hiểu nghĩa màu và chí thành sám hối đê đầu kính tin. Đê đầu sám hối vẫn tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều si mê chính vì mua tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần trong kinh lời phật ân cần chỉ bài neo ác do nhân tự trồng tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra súc sanh ngã quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay anh. Dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng đần độn xác sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năn dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô và nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành não phiền như nước lũ nhanh cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian khiến ta thông khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh nan không cho ai thoát mục hình không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về không được ra khỏi bến mê nay con lợi dụng cần kề chữ con giúp con gọi rửa tâm hồn một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu con xin một giả cẩn cầu thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà Phật. Kể từ vô thủy ra vào trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau tưởng mình tâm thức thanh cao biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai hoảng núi ba độc trong nhà hoảng về ba lầu sanh ra nỗi này hoặc do ba khổ đọa đày hoặc do ba hữu mà bài hoán khiên để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa kể từ vô thủy đến giờ hoặc theo bốn trụ hoặc thừa bốn lưu hoặc
hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chất hoặc chiều bốn duyên ngay, hoặc do bốn đại ấy nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, mà việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh ơi. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê mũi sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó khám, hoặc do bảy sử như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật nghĩ tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu tri kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm, ta hoài ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thấy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tính tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao
trần chẳng thế làm mờ trần sao anh. Sáu ba la mật hạnh cao à, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh à, nhiễm mơ chẳng vương trên mình à, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi à, nguyên nhân à, bảy số trở đi à, cho đến mười số tức thì tiêu tan à. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn à, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh à, hành mười vị cũng viên à, thành à, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen à, nguyên nhân mười một trở lên à, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu à, nhằm vào thế tánh cao siêu à, tánh không lý giải muôn à, điều đều thông anh. Bánh xe chánh phá chuyển vòng à, ngư tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh à, mười tám bất công hoàn thành à, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng à, nguyện lòng cung kính mười phương à, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nay con đảnh lễ Phật rồi à, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, tiêu trừ nghiệp án lâu dài à, thân hành nghiêm thiền chẳng phải lời nguyên à, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm mà lối ưu phiền đôi khi à. Cũng do tập quán hành vi à, cũng do lời nói nhiều khi lỡ lan à, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đơn ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biến hay, lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng anh. Triền miên như cá sông Hằng chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám mối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn an, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà được sao, một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn à, nướng sâu đàn hiểm hố hang bước vào à, lỗi lầm tạo tới chân nào à, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày à, ý lời Phật dạy mà dạy công tu anh.
mong ngài thoát khỏi ngục tù. Nói dòng Huệ Mạng công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nên ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đau dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng giải khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên chư Phật Bồ Tát thanh hiền. Con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ, lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghề văn đài ích chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oan khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thỏa trước tên đời, đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oan. Kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Cất thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mình anh. Diêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ bài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, thân cầu Phật thanh thay động chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính ơi.